cũng là vườn dừa, nhưng vườn dừa ở đây khá đặc biệt bởi trên mỗi cây có rất ít trái và mỗi trái đều được bọc khuôn như thế này. Vườn dừa đặc biệt này là của ông Nguyễn Văn Phúc, ngụ tại thành phố Cần Thơ. Trước đây ông Phúc luôn cho rằng trái dừa vốn rất thô cứng, vỏ lại láng bóng thì làm sao có thể tạo hình được, huống chi dùng lực để thắt eo tạo hình hồ lô thì gần như là bất khả thi. Thế nhưng trong một dịp tình cờ, ông xem được tin tức nói về trái dừa tạo hình đã khiến ông thay đổi cách nghĩ. Chú tình cờ chú coi thời sự, chú thấy trên thời sự có cái em nó làm trái dừa hồ lô, mà chú thấy chú thích lắm mà chú không biết sao cái hồ lô mà làm sao nó thành cái hồ lô. Chú suy nghĩ làm bằng cái gì, chú mới suy nghĩ ra là chú làm cái dòng duy trì. Chú bẻ cái dòng hồ lô, làm cái dòng hồ lô cái bẻ nó bị hư trái dừa, bị chày. Cái chú cắt cái ống nước, cắt ống nước chú làm bao theo cái dòng duy trì. Chú làm cái chưa làm được, còn cái chú suy nghĩ chắc được, nhưng mà sáng lại thì nó rớt cái đất hết. Nghĩ là làm, ông Phúc bắt tay ngay vào việc nghiên cứu và tạo hình trên trái dừa. Tưởng chừng đơn giản, nhưng khi bắt tay vào việc mới thấy hết sự phức tạp của nó. Bắt đầu mày mò thử nghiệm những chiếc vòng làm bằng dây kẽm, rồi đến ống nước. Thế nhưng tất cả đều thất bại. Vốn chỉ là một tay ngang trong nghề, yêu thích thì làm theo, không có ai chỉ dạy. Nhưng lão nông này vẫn tiếp tục thực hiện ý tưởng có phần điên rồ của mình. Tuy nhiên sau những thất bại, ông Phúc đã thực hiện việc cải tạo khuôn. Trái dừa thành hình hồ lô cũng khá như ý, tuy nhiên tỷ lệ thành công rất thấp. Là cái thứ nhất á, nó hao hụt là bể. Nhưng mà nếu mà nó, trái nào nó còn sót lại nó không bể thì cái hình nó không có hình đúng, nó không có hình. Là cũng như là hoàn toàn là thất thoát hết 100% luôn. Mới đầu chú cũng có trong bụng cũng có hơi nản, nhưng mà chú suy nghĩ ra là mình làm nó được có cái hình tạo, nó có ra hơi cái dáng gì nè. Được cái dáng rồi, biết rằng nó bể, nó không có đẹp, nhưng được cái dáng rồi mình bỏ thì uổng lắm. Chú tiếp tục mày mò làm nữa, làm khi nào mà được thôi, trong bụng nói gì. Nhưng mà cuối cùng chú làm lần thứ ba, lần thứ tư là thành công 50% là chú mừng lắm. Trái dừa vốn có đặc điểm không tròn đều mà có đến ba cạnh, vỏ lại trơn láng, nên muốn đặt khuôn ép eo đúng vị trí rất phức tạp. Người làm phải thật am hiểu và phải nắm bắt được thời gian phát triển của trái dừa mới tạo hình được. Mặt khác, với tỷ lệ tạo hình thành công 50%, có nghĩa là trong một vườn dừa chỉ có thể chọn 3-4 trái dừa đẹp nhất để ráp khuôn. Điều đó cũng đồng nghĩa đến khi thu hoạch chỉ còn 1-2 trái là thành hình như ý muốn. Và để tạo ra những trái dừa hồ lô bắt mắt như thế này, ông đã phải mất cả năm trời để nghiên cứu và thử nghiệm. Nhớ những ngày đầu thực hiện, vườn dừa của ông bị hỏng từ buồng này đến buồng khác, từ cây này sang cây nọ. Thấy cách làm kỳ lạ có phần điên rồ của ông, nhiều người thân và cả lối xóm đã khuyên can, cho rằng ông làm chuyện không đâu, ăn cơm nhà mà làm việc trên trời. Nhưng họ càng nói, ông càng quyết tâm thực hiện cho bằng được. Thậm chí có những hôm, bất kể ngày hay đêm, ông vẫn lọ mọ treo mình trên những ngọn dừa, tỉ mẩn, chăm chút cho những trái dừa đang dần thành hình hồ lô. Vừa làm dừa mà vui nhất của chú là cái nhất, cái thứ hai là làm như là trái dừa nó y theo ý muốn của mình. Nó không có nứt, không có bể. Và cái vị trí hình hài nó đúng theo như hồi ban đầu mình đã làm. Vô làm rồi nó đẻ ra đủ thứ chuyện hết á, chứ không phải là như ý mình nghĩ đơn giản. Đó, vô làm rồi mình thấy mấy cái khó, nhưng mà càng làm thì cái khó cũng có khi bất mãn mà cũng có khi đam mê. Đam mê là cái là như chú làm được, mình làm được cái thành công cái sản phẩm, mình suy nghĩ mình vui lắm. Cho nên là chú không có từ bỏ. Dừa thì nói chung là làm dừa chú thấy cái tuổi nó không có, đối với cái tuổi thì nó không có kén gì mấy. Hiện một cặp dừa hồ lô có giá từ 300 tới 400 ngàn đồng. Được biết, nhiều khách hàng là người dân và cả doanh nghiệp biết đến dừa hồ lô của ông Phúc. Họ đã đến đặt hàng với số lượng lớn. Dù đã đạt được những thành công ban đầu, nhưng ông Phúc dự định sẽ cải tiến khuôn mẫu để tạo ra những trái dừa có hình dáng độc đáo hơn. Chính sự kiên trì của ông đã tạo nên sự khác biệt và nâng tầm giá trị cho những trái dừa. Còn với chúng tôi, ông chính là đại diện cho những nông dân miền Tây, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo và hào sảng.